Xin chào các bạn, để tiếp tục cho series các món ăn giảm cân và tăng cơ của Bếp Son thì hôm nay mình xin giới thiệu một món ăn tiếp theo từ lườn gà. Nhưng đây là một món ăn sẽ mang đến cho các bạn một cái hương vị rất chi là mới lạ, và cái hương vị của nó cũng rất là thơm ngon, rất là dễ ăn. Đó là món lườn gà cuốn lá lốt. Nguyên liệu của món này thì mình sẽ dùng lườn gà. Lườn gà thì mình sẽ băm nhỏ nhé, khoảng 150g đến 200g cho một khẩu phần ăn. Một chút mộc nhĩ, một chút hành khô và lá lốt. Mình hãy cùng nhau thực hiện cái món ăn vô cùng thú vị này nhé. Đầu tiên là phần lườn gà này thì mình sẽ ướp cùng với hành tím này. Muối hồng. Có thể dùng bột canh cũng được ạ. Tiêu. Đó, mình trộn đều để cho nó ngấm khoảng chừng 10 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ cho một cái vào, mình ướp cùng sau. Sau 10 phút cho phần lườn gà của chúng ta đã ngấm gia vị thì mình sẽ cho mộc nhĩ vào này. Mộc nhĩ trong cái món ăn này nó có tác dụng là giúp cho phần lườn gà nó đỡ bị khô, ăn nó rất là giòn nữa, tạo cảm giác cho ngon miệng hơn khi ăn cái món này. Rồi bây giờ mình trộn đều mộc nhĩ với cả lườn gà đã ướp nhé. Tiếp theo là mình sẽ đến công đoạn là cuốn. Trong thời gian đó thì mình sẽ bắc một cái nồi nước lên bếp để mình chuẩn bị hấp. Đây, mình đi cuốn này. Cái lá lốt thì mình sẽ cho sải xuống thớt nhé. Mình để vào một cái đĩa sâu lòng để mình hấp. Khi mà cái nồi nước của chúng mình nó đã sôi và hơi nó đều lên thì mình sẽ cho cái lườn gà cuộn lá lốt của mình và mình hấp chừng khoảng 3 đến 5 phút nhé. Sau khi mình hấp chừng 3 phút nhé thì mình sẽ tắt bếp này. Món ăn của chúng ta đã chín. Cái này thì mình không nên hấp kỹ quá, nó sẽ bị khô. Đó, mình hấp vừa chín tới thôi. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong món ăn này rất là nhanh đúng không ạ? Và mình hy vọng đây sẽ là một cái gợi ý mới cho các bạn trong cái thực đơn giảm cân. Nếu như còn thắc mắc gì về món ăn này, mọi người có thể comment ở dưới để mình giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.